Nguyễn Duy Ngọc giải pháp công an trị trong ban bí thư. Tô Lâm là người từng được Nguyễn Phú Trọng sử dụng để mà củng cố quyền lực và đã tường kế tiểu kế thành công trong việc chiếm ngôi tổng bí thư. Tô Lâm đã giả vờ trung thành với ông Trọng một cách tuyệt đối để có thời gian xây dựng lực lượng riêng của mình và đợi thời cơ ra tay chớp nhoáng. Khi ông Trọng còn sống, ông không hề có ý định truyền ngôi cho Tô Lâm mà đã chọn người khác. Vương Đình Huệ được ưu tiên số 1 và Võ Văn Thưởng ưu tiên số 2. Có lẽ ông Trọng nghĩ rằng ông Tô Lâm là một quan võ, không phải là quan văn, giỏi về lý luận xã hội chủ nghĩa như ông Thưởng hay ông Huệ. Hoặc ông coi Tô Lâm là một người dễ bị lợi dụng. Nếu ông Trọng nghĩ rằng ông Tô Lâm là người dễ bị lợi dụng thì ông đang nhầm to, bởi chính Tô Lâm đã lợi dụng ông hiệu quả hơn rất nhiều so với việc ông lợi dụng Tô Lâm. Bao nhiêu năm dưới trướng ông Trọng, Tô Lâm cũng đã học được công thức thành công, thậm chí ông còn có thể rút kinh nghiệm từ những khiếm khuyết của ông Trọng. Ông Trọng đã đứng vững trên ngai vàng cũng nhờ công thức tứ trụ cộng bộ công an. Nay Tô Lâm cũng dùng công thức y như thế. Thậm chí ông còn có tham vọng nắm chắc luôn cả quân đội với ý định ủng hộ tướng Hoàng Xuân Chiến tranh chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ở nhiệm kỳ sau. Việc chiếm lấy Bộ Quốc phòng là một ý tưởng hay nhưng không dễ thực hiện. Hiện nay ông Phan Văn Giang đang là thế lực mạnh nhất trong Bộ Quốc phòng. Kể đến là thế lực của ông Lương Cường. Vị trí của ông Hoàng Xuân Chiến thì khá mờ nhạt, chưa đủ sức cạnh tranh với hai nhân vật kể trên. Đến gần cuối cuộc đời thì công thức quyền lực của ông Trọng đã bị phá sản. Bộ Công an thì tạo phản, lật luôn hai đệ tử ruột của ông Trọng để mà độc chiếm vị trí kế nhiệm ông. Ban bí thư nơi được xem là sân nhà của ông Trọng lại mong manh dễ vỡ. Ông Tô Lâm dễ dàng đánh gục luôn thường trực ban bí thư Trương Thị Mai, khiến ông Trọng phải vội vã đưa tướng Lương Cường về để chấn giữ cửa. Hiện nay Tô Lâm đang đưa ông Nguyễn Duy Ngọc vào ban bí thư. Thông tin nội bộ cho biết ý đồ của Tô Lâm là đưa ông Ngọc lên chức thường trực ban bí thư, kế nhiệm Lương Cường. Một khi Lương Cường lên làm chủ tịch nước, đích cuối cùng là phải lo xếp xong cho ông Ngọc được vào bộ chính trị, muộn nhất là đến năm 2026 phải thành công. Ngoài ra, nhóm Nghệ An, Hà Tĩnh cũng đang nỗ lực đưa người của mình vào vị trí thường trực ban bí thư sau khi ông Lương Cường rút đi. Hiện nay, trong ban bí thư vẫn còn những ủy viên Bộ Chính trị gốc Công an, đặc biệt là ông Phan Đình Trạc. Đây là nhân vật rất khó lường và được đánh giá là khó trị đối với Tô Lâm. Cũng có khả năng ông Trạc của nhóm Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ trở thành thường trực ban bí thư. Tô Lâm đã thành công trong việc đưa Nguyễn Duy Ngọc và ban bí thư, bước kế tiếp sẽ là cơ cấu vào ghế thường trực ban này, là cách mà ông Tô Lâm muốn công an hóa cả ban bí thư. Ở vị trí cao nhất, tổng bí thư Tô Lâm do một đại tướng công an nắm giữ, thấp hơn ghế thường trực ban bí thư được coi là phó tổng bí thư do một thượng tướng công an tọa trấn. Lúc đó trong ban bí thư, nhóm Hưng Yên có thể dùng hai tướng công an đánh một đại tá công an là ông Phan Đình Trạc. Người dân Việt thường có câu 2 đánh 1, không trột cũng quẻ. Đây được xem là giải pháp dùng công an để mà trị công an trong ban bí thư. Dân trong ngành thì đánh giá rằng tướng Ngọc rất tàn bạo, là một viên tướng hung hãn, không chùn tay trước bất kỳ hành động bất nhân và bất hợp pháp nào, miễn sao mang về cho chủ hiệu quả tốt nhất. Một ví dụ điển hình là trường hợp của Trung Con. Vậy nên nếu ông Trạc còn muốn bám giữ lấy ghế ban bí thư ở nhiệm kỳ sau thì cũng nên cẩn thận trước một tướng Ngọc đầy nguy hiểm. Và còn đặc biệt nguy hiểm hơn khi tướng Ngọc được ông Tô Lâm bảo kê. Việc bắt Nguyễn Văn Yên để loại Phan Đình Trạc xem ra là giải pháp không hiệu quả của Tô Lâm. Phan Đình Trạc khó bị bứng hơn Vương Đình Huệ rất nhiều, bởi lẽ ông Tô Lâm cũng đang tính đến nước cờ sống chung với lũ, nghĩa là chấp nhận việc ông Trạc ngồi lì ở ban bí thư nhưng hạn chế hình ảnh và ảnh hưởng ông đại tá công an gốc Nghệ An này. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin Nguyễn Duy Ngọc giải pháp công an trị công an trong ban bí thư. Quý vị và các bạn đã chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de
để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề. Tranh nhau làm bề tôi tốt, Lương Cường sang Bắc Kinh chầu tập. Hồi tháng 8, ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, theo nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội khóa 15 sẽ bầu lại chức danh Chủ tịch nước tại kỳ họp thứ 8 vào tháng 10 năm 2024. Một số nguồn tin khả tín đánh giá khả năng cao ông Lương Cường, thường trực Ban Bí thư sẽ trở thành tân Chủ tịch nước. Thông thường, vị trí thường trực Ban Bí thư không đủ quyền lực để làm Tập Cận Bình phải chú ý. Ông Tập chỉ quan tâm đến vị trí Tổng Bí thư và những người có khả năng sẽ leo lên vị trí này, bởi đây là vị trí đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Tập chỉ cần nắm đầu ông Tổng Bí thư là có thể điều khiển mọi phần còn lại trong Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Trước đây, Tập Cận Bình khá an tâm với một bề tôi trung thành là ông Nguyễn Phú Trọng già nua. Còn nhớ vào năm 2011, khi ông Nguyễn Phú Trọng đã là Tổng Bí thư và biết chắc ông Tập Cận Bình sẽ thay ông Hồ Cẩm Đào. Nhân chuyến thăm của Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lúc đó, ông Trọng cho một rừng cờ 6 sao chào đón Hoàng đế Trung Hoa tương lai. Quả thật, sau khi lên nắm quyền tối cao ở Trung Quốc, Tập Cận Bình đã sử dụng ông Trọng một cách rất hiệu quả. Ông Trọng giúp cho Tập làm cho toàn Đảng Cộng sản Việt Nam phải vâng lời nghe theo ý chỉ của Tập. Ngược lại, ông Tập giúp ông Trọng ngồi ngay vàng suốt đời và cứu sống ông trong vụ đột quỵ tại Kiên Giang, cũng như kéo dài tuổi thọ của ông thêm 5 năm nữa. Khi vừa mới lên Tổng Bí thư, ông Tô Lâm cũng thực hiện nghĩa vụ triều bái sang Bắc Kinh trước đó, rồi mới đi Mỹ sau này. Tuy nhiên, có vẻ như ông Tập vẫn chưa hài lòng với Tô Lâm vì đã làm phản ông Trọng. Đây chính là cơ hội lớn để những kẻ khác trong đảng tranh thủ sự ủng hộ của Tập Cận Bình để mà ngoi lên thành thế lực mới nổi. Vào ngày 11 tháng 10, tướng Lương Cường, thường trực Ban Bí thư, người được cho là có thể lên Chủ tịch nước, được Tập Cận Bình gọi sang Bắc Kinh. Tất nhiên, đây là cơ hội để trở thành bề tôi tốt, nên ông Lương Cường không thể bỏ lỡ. Trong lần đi chầu này, ông được Hoàng đế Trung Hoa ưu ái cho hội kiến cùng. Theo báo chí nhà nước, chuyến đi của ông Lương Cường là để chúc mừng 75 năm Quốc khánh Trung Quốc. Hiện nay, trong quân đội chia làm hai phe lớn, mạnh nhất là phe của Phan Văn Giang. Ông Giang nắm chắc Bộ Tổng Tham mưu và Tổng cục Tình báo quân đội, tức Tổng cục 2. Ông Lương Cường thì nắm Tổng cục Chính trị. Đây chính là cơ quan từng giật dây cho dư luận viên đánh vào Đại học Fulbright, một biểu tượng hợp tác giáo dục giữa Mỹ và Việt Nam. Thủ lĩnh trong chiến dịch này chính là tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Ông Nghĩa và ông Cường đều xuất thân từ Tổng cục Chính trị quân đội. Đây được xem là nơi có tư tưởng nô lệ Bắc Kinh nặng nề nhất hiện nay. Vào năm 2021, ông Trọng kéo tướng Nghĩa từ Tổng cục Chính trị sang nắm chức trưởng ban tuyên giáo Trung ương nhằm điều khiển báo chí nhà nước theo đường lối thân tàu của mình. Đến tháng 5 năm 2024, ông Trọng lại kéo tướng Lương Cường về Ban Bí thư để mà chấn giữ ban này trước các đòn đánh phá của Tô Lâm ngày thêm ác liệt. Ông Trọng nhờ ngả về phía Bắc Kinh nên sau đó đã quật được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, là thế lực mạnh nhất chính trường Việt Nam khi đó. Giờ đây có vẻ như ông Lương Cường đang muốn làm điều tương tự trước khi lên Chủ tịch nước chẳng. Chưa chắc ông Tô Lâm đã dám rời xa quỹ đạo của Bắc Kinh. Tuy nhiên, những động thái gần đây cho thấy ông đã khiến cho Tập Cận Bình không yên tâm, đặc biệt là chuyến đi Mỹ tháng 9 vừa qua của ông Tô Lâm. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cũng có chuyến đi Mỹ rất ồn ào. Đây cũng là điều mà Tập Cận Bình không thích. Cả Phan Văn Giang và Tô Lâm đều thực hiện hành động đu dây ngoại giao, chứ chưa chắc là ngả về phía Mỹ. Tuy nhiên, điều đó có thể khiến Tập Cận Bình không yên tâm và rất có thể Tập sẽ xây dựng thế lực khác ngoan ngoãn hơn chăng? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị các bạn vừa theo dõi bản tin tranh nhau làm bề tôi tốt, Lương Cường sang Bắc Kinh chầu tập. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo,
chấm đề.